Xin chào các bạn, và bây giờ thì mình đang di chuyển đến cái khu vực trưng bày một số cái sản phẩm của tập đoàn Viettel. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái máy bay không người lái, máy bay UAV mà Viettel họ trưng bày ở đây. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn xem nhanh thử coi những cái máy bay này nó có công dụng như thế nào ha. Đầu tiên nhất đó chính là đây là máy bay trinh sát này. Hệ thống ở đây họ sẽ trưng bày ba cái máy bay trinh sát. Thì cái máy bay này nhiệm vụ chủ yếu của nó là gì? Nhiệm vụ chủ yếu của nó chính là quan sát và gửi hình ảnh từ xa về. Và đặc biệt là cái máy bay này của Viettel á, thì sẽ có hai chế độ điều khiển khác nhau. Sẽ có thể điều khiển bằng tay, sẽ có phi công lái trực tiếp, hoặc là nó sẽ có chế độ tự động lái được định vị sẵn. Thì sau khi mà cái máy bay này nó lên đến cái độ cao khoảng 250m thì họ sẽ chuyển nó sang chế độ tự động, và họ sẽ giống như là họ sẽ tạo cho nó một cái tuyến đường định vị trước, và nó sẽ sử dụng tín hiệu GPS để nó bay. Còn nếu như mà cái trần cao mà dưới 250m thì phi công sẽ điều khiển bằng tay. Mình sẽ giới thiệu nhanh một chút xíu thì nó sẽ sử dụng cái động cơ đốt trong và cánh quạt. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái hệ thống cánh quạt ở đây và cái hệ thống động cơ này. Động cơ khá là nhỏ nha các bạn. Nhưng mà một lát nữa mình sẽ nói với các bạn về cái thông số kỹ thuật cơ bản của cái máy bay này, cũng khá là ấn tượng. Các bạn sẽ đi về đằng trước để mình sẽ nhìn thử cái hệ thống camera. Đây là cái hệ thống camera quan trọng nhất, đó chính là nó có khả năng nó sẽ được trang bị cái con mắt laser này để nó có thể đo được cái khoảng cách từ cái máy bay đến cái vật thể là bao nhiêu xa. Thứ hai nữa đó chính là cái hệ thống camera nó có thể quan sát ban ngày cũng như ban đêm, với độ phân giải nó truyền về là độ phân giải HD. Tất nhiên là nó có thể quay một vòng tròn 360 độ. Máy bay này thì cái thân vỏ nó sẽ làm bằng composite này, sợi carbon này, đó, bằng nhôm. Và cái trần bay tối đa của máy bay này nó có thể bay được là lên đến 3000m, 3000m tương đương với 3 cây số. Tuy nhiên theo như mình tham khảo những anh em ở đây thì cái trần bay trung bình nó bay sẽ khoảng là 350m, 350m trở lại. Còn cái khả năng bay tối đa của nó thì sẽ là 3000m, tức là 3 cây số. Thì máy bay này sẽ có hai phương pháp cất cánh khác nhau. Thứ nhất đó chính là nếu như mà ở khu vực có đường băng á, thì nó sẽ có thể cất cánh từ đường băng. Còn nếu như mà ở khu vực hiểm trở mà không có đường băng á, thì họ sẽ sử dụng những cái bệ phóng. Bệ phóng có thể là nó sẽ rất là di động và mang đi vào trong rừng hay ở những cái khu vực hiểm trở khác thì cái máy bay này cũng vẫn có thể cất cánh được. Rồi, thông số kỹ thuật ở đây thì khối lượng cất cánh tối đa của nó là 26 kg, tức là cả tải trọng khi mang theo camera sẽ là 26 kg, và cái thời gian bay liên tục là 3 tiếng, giải vận tốc từ 70 đến 120 km/h. Đây, trần bay lúc nãy thì mình nói là 3000m, nhưng mà trong cái phạm vi hoạt động thông thường thì theo như mình được chia sẻ lúc nãy thì nó sẽ trong tầm khoảng 350m hoặc hơn. Camera ngày này, đêm đo được nhiệt độ, và nó sử dụng laser để đo khoảng cách, độ phân giải HD ban ngày cũng như là ban đêm. Nó bằng carbon. Đó, cái bộ vỏ này, cánh này, chân này. Carbon này là carbon xịn luôn đó, chứ không phải là một cái phần ốp ở bên ngoài đâu, gõ vào nghe là biết liền. Thì nhiệm vụ của những cái máy bay này á, đó chính là nó sẽ đi vào những cái khu vực mà con người sẽ không đến được. Mục đích là gì? Mục đích đó chính là đo chất lượng không khí. Mà chất lượng không khí ở đây thì không phải là mấy cái thông thường giống như là ẩm hay là bụi hay là mịn hay là này nọ hết, mà là những cái không khí độc hại. Và nó có khả năng đo được cái mức độ phóng xạ ở trong môi trường. Ví dụ như một cái nhà máy nào đó nó bị rò rỉ chất phóng xạ và cần phải tầm soát được cái bán kính ảnh hưởng, thì đây sẽ là những cái chiếc máy bay có thể tầm soát được cái bán kính ảnh hưởng về phóng xạ hay là những cái chất độc hại đó. Máy bay thì mình nghĩ là có thể là chúng ta sẽ thấy được rồi, rất là nhiều loại máy bay xịn, nhưng mà cái thứ quan trọng nhất đó chính là cái hệ thống đo không khí. Đấy, đó rất là quan trọng. Đo xuất liều trong không khí này, lập bản đồ xác định vị trí phát xạ, quan trắc xạ đám mây, phân tích phổ phóng xạ để xác định đồng vị, truyền thông tin về trung tâm chỉ huy. Rất là nhiều những cái thông tin về phóng xạ. Rồi, tốc độ bay tối đa của máy bay này là 50 km/h, và cái trần bay tối đa là 1000m, tức là cái độ cao 1 cây số. Cự ly liên lạc tối đa là 5 cây số, và thời gian bay tối đa là 60 phút. Tải trọng là tải được 7 kg. Thông thường 7 kg thì chỉ để là gắn phụ kiện thôi, gắn những cái hệ thống đo thôi, chứ đây nó không phải là dạng máy bay chiến đấu hay là gì hết. Mục đích chính của nó chỉ là để gắn những cái hệ thống đo lường như vậy thôi. Còn máy bay chiến đấu thì trong cái sự kiện này mình cũng không nhìn thấy một cái drone chiến đấu.
hoặc là nó sẽ không được trưng bày ở đây chẳng hạn, mình ví dụ vậy. Và thật sự đây là những cái máy bay rất là chất lượng nha các bạn, sờ thực tế này, toàn bộ bằng carbon. Mình nghĩ rằng đây sẽ là những cái trang bị cũng sẽ thiết thực và nó cũng sẽ rất là quan trọng. Đặc biệt đó chính là nó có thể phục vụ ở trong những cái doanh nghiệp họ muốn tầm soát. Đặc biệt đó chính là những cái doanh nghiệp mà họ làm cái gì đó liên quan đến những cái khí thải độc hại. Thì con người thì sẽ không thể, nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến con người rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cần có những cái máy bay như thế này để đi đến những cái nơi mà con người không nên đến hoặc là không đến được. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái sản phẩm máy bay, quay lại với cái máy bay kia, thì đó là một cái máy bay mà mình nhìn mình rất là thích nha. Tại vì nó đã từng xuất hiện ở trên mạng rồi, anh em chế giễu rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đứng ở thực tế ở đây mình nhìn cái máy bay thì nó rất là chất lượng về cái mức độ hoàn thiện này. Chất lượng hoàn thiện rất là cao. Máy bay đẹp, ở ngoài rất là đẹp, chỉ có cái phần động cơ nhìn nó không mới lắm thôi. Tại vì hồi trước cái máy bay này xuất hiện, anh em nhìn cái cách mà nó cất cánh, anh em hay chế giễu, nhưng mà thực sự ở đây anh em nhìn chiếc máy bay nó rất là chất lượng và mình tham khảo được, thì đó là một trong hai cách cất cánh của cái máy bay này thôi. Và nếu như mà ngồi nghĩ kỹ lại thì trong những cái điều kiện khó khăn, rừng núi khó hiểm trở như vậy, thì việc nó có thể cất cánh ngay ở đó thì nó cũng sẽ là một cái lợi điểm của cái máy bay này, chứ không phải là một cái gì đó không xịn sò, không hiện đại đâu các bạn. Nên là chúng ta cũng không nên chế giễu như vậy. Thật sự đây là sản phẩm nhìn rất là chất lượng nha. Mình nghĩ là cũng không còn nhiều thông tin để chia sẻ với anh em. Xin chào và tiếp tục gặp lại các bạn ở trong cái sự kiện Việt Nam Quốc phòng, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.